Hoàng Dương nói với hai là nhà siêu xe. Mình chưa có đi kêu mặt đúng không mọi người, từ từ đó. Có set lớp rồi. Ôi ôi. Ô. Trời ơi. Nhân phẩm. Trời ơi, quá trời xuất sắc luôn, mặc dù là đã có chủ rồi. Hay thổi cái mắt kiến là thấy đẹp trai liền. Mắt kiến nó không rơi ra được cái mặt. Chán quá Dương à, mình chụp chụp tấm nào cho nó đẹp đẹp hơn coi. Đó, tao nói chỉ cần có trai thôi là mấy đứa vô comment liền. Trời Dương đẹp trai, ok đẹp trai, công nhận nha. Rồi, hay đi. Ôi, xe đây, bạn Dương nói là xe không. Ai sẽ đi review nhạc, trời ơi. Xe không nè, nhiều xe quá ta. Hai review cộng tươi đi, người ta có chủ rồi má. Nè, ở dòng còn đây là còn Dương nè. Trời ơi, nhiều xe quá vậy Dương ơi. Trời ơi, nhiều xe quá lắm. Ủa, cái này luôn á hả? Trời ơi, có luôn cả thuyền trăng và thuyền thiên nga luôn ha, dữ quá ha. Đây, trời ơi, nhà đây nè. Nhìn đi, Rolls Royce trắng, Ferrari, Rolls Royce đen, siêu xe hồng, cano hai người. Cano, mấy cái này bóc thăm không cần. Rồi, qua đây coi, Du Thiền tím, Du Thiền xanh dương, rồi cái đỏ đâu? Cái đỏ em để ở đâu rồi? Chắc nhiều khi người ta lấy theo người ta đi câu cá. Ồ, trời ơi, nhiều quá vậy em. Chết rồi, thứ dữ quá, trời ơi, coi kìa. Xe thể thao đủ 4 màu luôn. Không thiếu một màu nào hết. Ôi ôi, nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá đi, nhiều quá đi. Em thích chiếc màu vàng tại vì ban đêm nó chói lóa đúng không em? Rồi nè, thấy không? Xe này xe gì? Xe Jeep hả? Xe Jeep bạn này cũng có 4 màu luôn. Trời ơi, Dương ơi. Trời ơi, cái gì mà quá trời vậy, ê hề luôn. Trời ơi, rửa mắt đi mấy đứa. Hai rửa mắt đây nè. Rồi, mình đi tiếp nè mọi người. Wow. Trời ơi, nhìn kìa. Đó. Ba cái thuyền buồm luôn. Quá trời. Không thiếu một cái gì hết. Chết rồi. Vô rửa mắt đi mấy đứa. Trời ơi, nó đẹp, nó sáng chói. Không còn gì để chê. À, ở đây là chỉ để mấy cái tượng này thôi đó hả? Rồi, bây giờ mình lên trên nha. Ôi ôi, nè, nhìn đi nè mấy đứa ơi. Trời ơi, toàn là siêu xe không à. Chết rồi. Sao vậy Dương à? À, ý em nói là hai vào chuồng ngựa đúng không em? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Rồi, đó, trời ơi. Rồi, ra chấm điểm, ra chấm điểm nè, ra chấm điểm. Dương ơi, ra chấm điểm em. Mình ra chấm điểm nào. Chết. Trời ơi, tao kêu một tiếng không nghe. Cứ phải để tao miệng to lên không à. Rồi. Nó là vừa đẹp trai, vừa dài dào, điều kiện đầy đủ luôn. Trời ơi, 10 điểm không có nhân Dương ơi. Ờ, nếu mà hai chấm cho em mà riêng cá nhân á, nếu mà cá nhân hai thì hai sẽ cho 10. Còn nếu mà cá nhân của tất cả tổng thể mọi người đây, hai cho 8 điểm nha em nha. Đáng lẽ em được 9 điểm đó, nhưng mà vì em có con ngân hà nên em trừ 1. Cộng điểm cộng tươi đi, 2 9 điểm hả? Thôi con Ngọc bớt mẹ trai lại, người ta có hai có chủ rồi, bớt lại tém vô. Cái gì em gái không phải người yêu? Đâu? Ai ầm ngân mà kêu không mấy người yêu, kết hôn 386 ngày mà kêu không mấy người yêu. Mày xạo xạo phải không? Con thấy con nít thiệt đó. À, chưa chỗ. Trời ơi, thằng sớm vô liền. Sớm vô liền cho hai, hiểu không? Nè, hai đọc lại nít cho. Giờ ư ơ ơ ơ g, trời ơi, quá dễ kiếm. Ở các bạn nữ đâu, giơ tay lên nào. Chúng ta đang review trai ố lộn review nha. Mấy đứa được đầu để hai tính đã. Mấy đứa có hay nhoi quá. Hãy nào. Mẫu bạn gái em cần. Bắt đầu vô mà xem nè, có đúng mình có đủ hợp tiêu chí hay không. Trời ơi, em thợ săn phú bà. Trời ơi, phú bá này là lan máy bay. Trời ơi, mạnh dữ, mạnh dữ. Chúng là nãy giờ cũng đùa vui nãy giờ rồi. À, hai cũng đã qua được nhà của bạn Dương nha. Cảm ơn em nhiều nha. Có gì tối hai em bắt em sao?